nha, tôi không cần biết ra mỗi buổi, tôi không cần biết là trời lạnh hay trời tiết trời bọng gì trơn, tôi mà thức dậy rồi đó là tôi tuột xuống dưới giường đó nha. Ok, là bắt đầu là tôi đi đánh răng, tôi vệ sinh bởi đằng tôi uống nước quán rộng rồi, hay là tôi đi tập xong rồi tôi tắm luôn. Mà nếu mà tôi không ra phòng tập là tôi cũng tập ở nhà, tôi cũng có đồ dụng cụ mà, có máy chạy bộ, có tạ, có đầy đủ tùm lum mà. Muốn coi không, tôi cho coi. Trời ơi, mà bắt đầu xong xuôi là tôi đi tắm nha, tôi tắm rửa bắt đầu tôi mới ăn uống, tôi ăn sáng ăn đồ xong xuôi nha, tôi chơi một hồi này anh biết đi. Không, anh biết anh lên anh hỏi Wilson cái này nè, tại vì Wilson nó là nhà thu mẹ sư tâm lý đồ vệ sinh lý học. Ê, hôm bữa đó anh nghe là Hồng Ngọc nói là Hồng Ngọc không có biết thổi kèn nha, nhưng mà mày nhìn cái hình của Hồng Ngọc Wilson trắng chẹo, cái mỏ nhìn thấy ghét ghê vậy đó mà không biết thổi kèn, mày thấy có ổn không? Mà mày tin không? Hôm bữa ta nói là ta không có tin, không có tin, hiểu không? Không, không có biết. Bây giờ tao hỏi mày, mày lên mày mày có thể mày mày nhìn cái tấm hình đó, mày nghĩ là Hồng Ngọc có biết biết được không? Đó, ok, tao tin tưởng một cái lời chia sẻ của mày nghe, đồng má mày đừng có chia sẻ độc bên nha. Đó. Không, tại vì hôm bữa là Hồng Ngọc chia sẻ đó tin. Hồng Ngọc nói là Hồng Ngọc không có biết thôi kìa. Đó, mà cái mỏ đó tao nghĩ luôn, mà trời ơi, không biết là uổng lắm, uổng phải uổng. Không mà chắc theo Ngọc là ở Việt Nam á, là lúc còn ở Việt Nam chắc là thấy mấy cái thằng đàn ông kèn dơ quá đó, theo Ngọc trong đầu đã nghĩ là không bao giờ thổi kèn. Mà bây giờ nếu cái kèn mà nó sạch mà nó đẹp á, đụng thì mình nghĩ là Eo Ngọc cũng thổi chứ, ai cũng thổi đúng Eo Ngọc. Nhưng mà kèn dơ quá ai dám thổi, đụng kèn cuối anh cũng cầm biết. Giống giờ kèn kèn cha bên Eo Ngọc cụ chắc không dám thổi rồi, kèn với kèn hôi, kèn đụng có sạch mà đẹp đứa nói rồi ai không thổi đúng không? Đó, vậy trả lời gì đúng không? Trả lời gì đúng không? Ok, đúng rồi. Cái này là chia sẻ thật nha, thiệt á, đến bây giờ Ngọc còn chưa có biết bố cu nó, mọi người, Ngọc thời luôn á, hai bên da giá có mặt đèn làm chứng luôn á, Ngọc chưa bao giờ bị bố cu nha mọi người. Ok, cái này nó thật luôn á, anh không tin là quyền của anh, nhưng mà em mà nói láo á, em con anh luôn đó anh Điên, em nói thật luôn á, thật mà nói thiệt, nhưng mà từ từ mình sẽ làm nha mọi người. Từ từ có cái gì đâu, cái đó đâu có gấp đâu, cái đó là phải tự nguyện. Ok. Thiệt chị đó, cái đó là mình phải tự nguyện mọi người. Tại vì khi mà bây giờ này em nói thật nè, bây giờ mấy anh là cánh mày râu đúng không? Khi mấy anh lấy vợ hay là người bạn gái của mấy anh á, tại sao mấy anh đi chơi gái á, mấy anh bắt nó làm cái này cái kia nọ cho xứng đáng với đồng tiền, cho nó đã cái nư của tụi anh. Nhưng đối với bạn gái anh hay là vợ của tụi anh á, tụi anh rất là nhẹ nhàng, tụi anh muốn cái gì họ phải tự nguyện, thì hai người nó mới có cảm giác khoái lạc đúng không? Còn cũng như là mình bắt người ta cũng như công trong một cái sự ngại ngùng, nó không có thoải mái, rồi khi mà một quan hệ giữa hai người với nhau á, nó không có một cái cảm giác đầy sức sống, có đúng không? Cho nên á, trong cái chuyện á, mà tình cảm là nó phải từ hai bên. Và thường đàn ông của tụi anh á, là khi đối diện với một người phụ nữ mình thương á, mình không bao giờ ép, mình sẽ từ từ để cho cô ấy có một cái tự tự nguyện cảm, ok nha, cảm giác là cũng như là đối, nói chung là tụi anh trân trọng cái người phụ nữ của tụi anh luôn. Em cứ em nói thiệt luôn đó, em nói thật mà, cho nên nó là em thời đó, em thật sự em chưa giờ bút cung nha, không cái này nói thiệt, chịch là có đó nhưng mà bút cung chưa nha, nha bút cung chưa có nha mọi người, nhưng mà em cũng sẽ làm, phải không? Một ngày gần đây em sẽ làm. Vậy vì biết sao em suy nghĩ là cái kiểu như là em nói thật nha mọi người, có biết không, em không bao giờ thích ăn cà rem nha, em ăn chuối cũng vậy nữa, tại vì em á, là ăn chuối đó, mỗi lần mà em ăn chuối em bỏ cái máy quay sinh tố em xay với mọi người, em xay với sữa chua rồi đó, em làm thức uống em uống làm sinh tố em ăn,
chứ cũng không có cầm trái chuối mà ăn nha. Cái này là em chia sẻ thiệt luôn đó. Rồi thêm một cái nữa là em không có thích ăn kem, tại vì á, kem á, là em không có thích ăn đồ ngọt lắm, và nó lạnh á, em cũng không thích nó. Không, cái này nói thật mà, thì tưởng tượng đi, coi tự nhiên mình đút nó vô nó ội ội. Anh nghĩ là bây giờ tính trên chính bản thân em đi, đánh răng cũng vậy nè, mỗi lần mà mình đánh răng nó nghe mọi người mà mình cái bằng chải mình mà hơi trời, cái tay mình thấy cũng thấy khó, hơi khó chịu, mình cũng thấy hơi khó chịu nữa. Cho nên thì cái này luôn á chị cà chua, này là em chia sẻ thật sự á, mình đâu có làm gì, mình có cái đó cũng đâu có bậy bạ gì đâu, mình không có mình nói không có, còn có thì nó có. Ví dụ cái chuyện đó là chuyện bình thường mà, đúng không? Trừ khi nào mình trai trên cái dưới, mình lấy tầm bậy tầm bạ, mình làm những cái giữa đám đông với bao vẩn á, thì cái đó mình mới quê chứ. Còn này là mình chia sẻ thật sự mà. Nè anh, anh đi biết đi. Theo cái cách nói chuyện của em và cái bản tánh của em, anh không nghĩ là em không biết đâu. Em có thể nói là em không thích thì ok, chứ còn nói em không biết là anh không có tin, hiểu không? Cái tánh của em và cái cách nói chuyện của em là anh biết, em biết không? Cái này tao nói đúng không Wilson? Chứ còn nói em chưa bao giờ mà em không biết là anh không có tin. Đâu có phải là cái thời đại mà hồi xưa là cha mẹ mình, những người lớn tuổi ở những cái kiểu mà anh nằm trực trặc các kiểu truyền thống đó, thì ok cái đó anh tin. Còn đằng này em là thuộc loại cái giới trẻ, anh bảo là cái tấm của em là cái tấm tò mò, em có phải thử một lần hai lần rồi nhưng mà em không thích. Cái này nói đúng không mà bạn Tư, đúng không? À, có thể em thử một hai lần rồi nhưng mà em không thích nên em không ấy thôi, chứ em nói là em không biết mà em chưa thử lần nào anh không có tin. Anh nói thiệt, tại vì cái tấm của em là cái cá tấm của em, và cái mà em thích em thích mạo hiểm, em thích chinh phục, em thích tìm hiểu. Anh bảo là em có cái này anh không tin là em không có đâu. Cái này là thực thực sự, cái đó thì chữ nó không có gì mà ghê tởm hay cái gì mà sợ. Đúng là tình phải mình tính như mình một con thú hoang vậy đó, nó biết cái cảm giác của hai người, hiểu không? Chỉ còn nằm mà giống như cục thịt là cái đó anh không tin. Theo cái bản tánh của em anh không tin. Em thuộc loại thứ dữ trên giường rồi, thật sự anh nhìn anh biết là em thuộc loại thứ dữ trên giường, chứ em không có phải là cái kiểu mà mấy cô gái mà tùy mị mà đâu mẹ nằm phần ra đó đâu, anh không tin đâu. Em nói cho anh đi nghe nè, con người á, ví dụ cái gì là cái gì em cũng giỏi, em khôn, em lanh trí, đúng không? Và em kiếm tiền giỏi, em nấu ăn giỏi,